Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì trước khi đi vào cái phần review của chiếc xe C300 AMG và cái xe E180 thì Duy có một cái thông báo rất là quan trọng đến cho tất cả những anh chị quý khách hàng mà đang quan tâm mua những chiếc xe Mercedes-Benz trong thời gian này. Thứ nhất là bên Duy Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng đang chạy cái chương trình khuyến mãi cực kỳ đặc biệt luôn các bạn, là hỗ trợ 100% thuế trước bạ cho dòng xe như là C180 và E180. Và một cái thông tin thứ hai nữa các bạn, là một cái thông tin về cũng liên quan tới thuế trước bạ, có nghĩa là bắt đầu hết ngày 31 tây tháng 12 năm 2020 này thì thuế trước bạ chính thức sẽ hết ở cái mức là 5% và sẽ trở về là cái mức 10%. Đó là cái hai cái thông tin mà cực kỳ quan trọng luôn. Đó thì nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz nói chung cũng như là mẫu xe C180 hoặc là E180 thì đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt luôn các bạn nha. Ok, thì bây giờ Duy sẽ trở lại với cái phần mà so sánh hai chiếc xe E180 với lại là C300 AMG. Thì tại sao ngày hôm nay là Duy có một cái bài so sánh này các bạn? Bởi vì là cái C300 AMG với mức giá là niêm yết là 1 tỷ 939 triệu đồng và cái E180 với cái giá niêm yết là 2 tỷ 050 triệu đồng. Thì với hai cái chiếc xe này các bạn sẽ thấy ở cái mức giá niêm yết nó gần tương đương nhau các bạn. Và vào thời điểm này đó thì cái E180 thì lại đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt nữa, cho nên là cái giá của chiếc xe E180 với lại C300 AMG này thì nó gần như là tương đồng nhau luôn. Đây là một cái mà điều cực kỳ đặc biệt luôn các bạn, và cũng có rất là nhiều những anh chị khách hàng khi mà quan tâm tới cái chiếc xe C300 AMG hoặc là E180 thì có một cái sự phân vân ở đây rất là nhiều các bạn. Cho nên là ngày hôm nay là Duy mới là đưa ra cái bài so sánh này để anh chị và khách hàng có thể là lựa chọn cho mình một chiếc xe theo đúng cái nhu cầu của gia đình, đúng như cái mong muốn của gia đình mình đặt ra cho một chiếc xe ô tô ha. Thì đối với cái chiếc xe C300 AMG á, là một cái chiếc xe mà có thể nói là rất là đầy đủ option luôn các bạn, có thể nói là full option luôn. Và Duy đã từng so sánh cũng như đã từng review chiếc xe C300 này so sánh với cái chiếc E300 luôn, chứng tỏ ở đây một điều là cái chiếc xe C300 AMG nó có rất là nhiều những cái option luôn. Bởi vì đây là cái dòng xe có thể nói là top trong cái dòng xe C-Class hiện tại ở thị trường Việt Nam các bạn nha. Đó, đây là cái phiên bản cao nhất đó. Còn E180 á, là cái phiên bản coi như là thấp nhất ở trong cái dòng xe E-Class đó. Thì không có nói nhiều nữa các bạn, thì chắc chắn là những cái thông tin đó thì các bạn cũng đã biết và cũng đã nắm rõ rồi, nhưng mà các Duy sẽ chỉ cho các bạn cái sự khác biệt giữa hai chiếc xe này. Tại sao có thể là khách hàng chọn cái chiếc xe E180 hoặc là khách hàng chọn cái chiếc xe C300 này. Thực sự các bạn, khi mà so sánh hai cái chiếc xe này thì Duy sẽ không có so sánh về option ở đây nữa ha, không có so sánh về cái sự những cái món đồ chơi được gắn trên hai chiếc xe này nữa, mà là so sánh ở đây là về cái nhu cầu, về cái nhu cầu của gia đình hoặc là cái nhu cầu của anh chị khách hàng tùy theo cái sở thích của mình để chọn ra một cái chiếc xe hợp lý hơn ha. Thì nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đang yêu thích cái dòng xe mà trẻ trung, thể thao và năng động á, và có thể nói gọi là công nghệ á các bạn, thì các bạn có thể là chọn cái xe C300 AMG này. Thực ra với chiếc xe C300 AMG này sẽ phù hợp hơn với lại những khách hàng trẻ tuổi thích cái cảm giác lái cũng như là yêu thích là công nghệ ha. Thì điểm sơ quá các bạn, thì chiếc xe C300 này Duy cũng đã có review rất là nhiều rồi, thì bây giờ Duy sẽ đi sơ cái một vòng ở bên ngoài của chiếc xe C300 AMG này nha. Đó, đầu tiên về cái phần mà đầu xe các bạn, thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái đèn xe. Đây là một cái điểm rất là nổi bật trên chiếc xe C300 AMG, đèn multi-beam LED này các bạn thấy không? Thì đèn multi-beam LED này, đây là một cái đèn mà có thể nói là cái công nghệ coi như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ ha. Với cái đèn này thì có rất là nhiều những cái tính năng khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường thành phố hoặc là đường cao tốc hoặc là đường trời mưa này nọ, thì cái đèn của chúng ta sẽ lập trình sẽ được chiếu theo đúng cái nhu cầu mà chiếc xe nó mong muốn ha. Thì với cái những cái tính năng của cái đèn thông minh này á, thì Duy sẽ không có nhắc lại nữa. Và nếu mà các bạn nào chưa có xem cái đèn multi-beam LED này á, chưa biết kết cấu nó như thế nào á, thì Duy xin được phép để cái link ở đây ha cho các bạn biết. Ok, và thứ hai nữa các bạn là cái phần đầu xe chỗ này
Thì C300 AMG do là đây là một cái thiết kế của AMG cho nên là các bạn sẽ thấy là ở khu vực này nè, lưới tản nhiệt nè là được thiết kế là dạng viên kim cương nè, khi mà nhìn từ xa chúng ta thấy rất là đẹp ha. Cản xe của AMG luôn. Đó, khi mà nhìn phần đầu xe của chiếc xe C300 AMG này thì các bạn vô cùng là các bạn thấy là vô cùng là trẻ trung và thể thao. Ok, bây giờ sẽ qua cái phần đầu xe của chiếc xe E180. E180 thì khi mà các bạn nhìn ở phần đầu xe này thì các bạn cũng thấy là sẽ toát lên được một cái phong cách thể thao. Đây, đây là cái logo to, bảng to ở giữa ha, cùng với lại cái lưới tản nhiệt dạng hai nan. Thì đây cũng là một cái thiết kế mà dạng thể thao của Mercedes-Benz. Và tiếp theo nữa các bạn, đèn xe của chiếc xe E180 này là đèn LED High Performance. Đây là một cái đèn LED hiệu suất cao thôi các bạn, chứ không phải là cái đèn LED thông minh nữa. Thì một cái là có rất là nhiều tính năng và một cái là không có tính năng gì hết ha. Thì cái đèn mà có rất là nhiều những tính năng đó các bạn, thì chẳng hạn như cái C300 AMG này đi, thì khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà có thể nói là những cái đoạn đường trường, những cái đoạn đường mà không có bóng đèn đường các bạn, hoặc là đi trên đường cao tốc này nọ, thì các bạn mới có thấy được cái sự hoạt động của cái đèn multi-beam LED này. Còn nếu như mà xe của chúng ta cứ hoạt động ở trong những cái đoạn đường thành phố nè là chính nè, thì cái việc mà cái đèn LED High Performance này với lại cái đèn multi-beam LED này thì nó cũng sẽ gần như là như nhau thôi các bạn. Bởi vì là cái đèn multi-beam LED nó cũng sẽ hoạt động hết tất cả tính năng của nó khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường mà với những cái điều kiện mà nó khắc nghiệt hơn, thì cái đèn của chúng ta nó mới có thể hoạt động theo như những cái mà lập trình của cái chiếc xe C300 AMG này. Về phần đầu xe các bạn, thì E180 thì mặc dù được thiết kế thể thao nhưng vẫn thể hiện được cái sự sang trọng của dòng xe E-Class. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là khi mà chúng ta đứng trước cái phần đầu xe này thì chúng ta cảm thấy là cái bề rộng của cái phần đầu xe này nó sẽ rất là rộng luôn, cũng như là cái phần capo cực kỳ dài ha. Đây là một cái điểm mà rất là sang trọng, rất là hay ở trên chiếc xe E-Class. Ok, và đó, Duy sẽ cho các bạn xem cái phần đầu xe rồi, chủ yếu là khác về hai cái đèn ha, một cái đèn multi-beam và một cái đèn LED High Performance. Ok, và đi sang bên hông một xíu các bạn. Cái phần mâm xe thì C300 thì được trang bị bộ mâm là 18 inch ha của AMG, còn E180 thì được trang bị cái bộ mâm là 17 inch. Tại sao mà cái chiếc xe E180 này là sử dụng cái mâm 17 inch các bạn? Thực ra 17 inch này thì cái mâm nó hơi nhỏ so với cái kích thước của cái xe, nhưng mà Duy thấy một điều là cái lớp xe mà chúng ta phần cao su này dày các bạn đi sẽ êm ái hơn. Êm ái hơn rất là nhiều so với những cái lớp xe mà mỏng ở phần cao su này. Chẳng hạn như cái C300 AMG các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái phần mà bánh xe á, nó sẽ được thiết kế mỏng hơn nè ha. Cho nên là khi mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường mà không được đẹp, những cái đoạn đường gồ ghề á, các bạn sẽ cảm giác là cái xe của chúng ta sẽ sốc hơn và ồn hơn một chút xíu ha. Thì bởi vì đây là cái chiếc xe thể thao mà, cho nên là xe thể thao thì thông thường cần cái sự bám đường cũng như là cái hình thức nữa các bạn. Khi mà chúng ta nhìn cái bộ mâm to hơn thì các bạn sẽ thấy bắt mắt hơn là một điều chắc chắn rồi. Ok, và tiếp theo nữa, ở trên tay nắm cửa của cái xe C300 AMG này, các bạn sẽ thấy là ở đây nó có chi tiết mạc chrome, đồng nghĩa với việc là cái xe C300 AMG này được trang bị cái tính năng là Keyless Go. Keyless Go là cảm ứng lóc cửa và mở cửa các bạn. Và cái xe E180 này thì lại không có cái tính năng đó ha. Không có tính năng đó. Thì các bạn có cần thiết cái tính năng này lắm không? Ha. Đó, hay là các bạn mong muốn một chiếc xe của chúng ta có thêm những cái điểm khác biệt nữa. Đó. Ok, tiếp theo nữa các bạn. Đi ra phía sau ha. Đây là cái phần đuôi xe của chiếc xe C300 AMG nè. Các bạn sẽ thấy ha. Thiết kế thể thao ha, hai bô kép. Ở đây, đó, đèn xe thì được thiết kế như dạng như thế này. Đó, thì phần đuôi xe thì Duy chủ yếu là nói cái phần thiết kế thôi, chứ cũng Duy cũng không có nói nhiều. Và lại qua đây cho các bạn xem là cái E180. Thì E180 của chúng ta vẫn thiết kế theo kiểu thể thao các bạn nha. Nè, các bạn thấy nè, bô kép cũng đối xứng hai bên nè. Đó, đèn xe thì được thiết kế theo dạng bụi sao. Đó, khi mà chúng ta đi từ phía sau xe vào ban đêm á, thì chúng ta sẽ thể nhận biết được là đâu là cái chiếc xe C-Class cũng như đâu là cái chiếc xe E-Class ha. Tôi cho các bạn xem luôn cái màu sơn giống nhau luôn các bạn. Đó, Duy cố tình để hai cái chiếc xe giống nhau về cái phần màu sơn cho các bạn xem luôn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cốp lên cho các bạn xem.
Đây là cái cốp xe của chiếc xe E180 nè, các bạn sẽ thấy nè. Đó, trong phần cốp xe nè, nó sẽ như thế này, nó rất là rộng luôn các bạn. Đó, thì đối với cái dòng E thì được trang bị cái cốp rất là rộng luôn. Và Duy có thể nói là rộng hơn cả dòng xe S luôn các bạn. Rộng hơn chiếc S luôn, rất là nhiều luôn ha. Đó, bạn thấy nè, cái này chúng ta mà đi du lịch mà khoảng tầm cả nhà chúng ta đi du lịch mà khoảng tầm một tuần lễ các bạn có thể để đồ thoải mái luôn á, có thể để được ba cái vali to ở đây luôn ha. Chỗ này thì các bạn sẽ thấy là gập ghế nè, thì gập ghế thì dòng E của chúng ta cũng có gập ghế, hoặc là dòng C của chúng ta cũng có gập ghế ha. Ở đây thì có một cái nút để chúng ta đóng cốp nè, vẫn là cốp điện các bạn, vẫn là cốp điện ha. Và bây giờ là cái cốp xe của chiếc xe C300. Cốp xe của C300 thì các bạn thấy cũng rất là rộng luôn, nhưng mà nó sẽ không rộng bằng chiếc Y được chắc chắn rồi ha. Đó, ở đây cũng có cái chi tiết gập ghế. C300 AMG cũng như là E180 đều sử dụng cái lớp xe Runlast, cho nên các bạn sẽ không thấy là có lớp xe dự phòng ha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái nút bấm, bởi vì là xe C300 AMG được trang bị là tính năng Keyless Go, lock cửa thông minh ha. Đó, thì điểm sơ về cái phần bên ngoài xe là nó là như vậy ha. Mô hình chung là hai cái chiếc xe này nó chủ yếu là khác nhau về cái phong cách thiết kế một chút xíu, cũng như là cái kích thước các bạn. Đó thì Duy mời các bạn tới khu vực này nha. Cái C300 của chúng ta thì sở hữu cái kích thước là chiều dài là 4m686 ha, chiều rộng là 1810 và chiều cao là 1442 mm. Đây, và đây là cái kích thước của cái chiếc xe E180, là chiều dài là 4m923 các bạn, bề rộng là 1m852 và chiều cao là 1m468, có nghĩa là chiếc xe E của chúng ta sẽ rộng hơn và dài hơn, cũng như là sẽ cao hơn chiếc xe C300. Đó, thì cái thông số của một chiếc xe các bạn, khi mà các bạn nhìn vào cái thông số kích thước của một chiếc xe thì các bạn sẽ đoán được cái chiếc xe đó nằm ở tầm phân khúc nào các bạn. Tầm phân khúc nào ha. Chẳng hạn như là dòng xe C-Class về phân khúc sẽ thấp hơn dòng xe E-Class, chắc chắn là một điều là cái kích thước của dòng xe Y lúc nào cũng sẽ lớn hơn ha. Và đối với cái chiếc xe Y này thì nó chênh lệch kích thước khoảng tầm là gần 3 tấc các bạn, 2 tấc mấy ha. 4m923 nè. Đó, chiều dài cơ sở của cái xe là E180 là 2m939 và chiều dài cơ sở của chiếc xe C300 nó là 2m840. Chiều dài cơ sở nó cũng thể hiện cái sự êm ái của chiếc xe của bạn. Đó, thì thực ra với hai cái chiếc xe C300 AMG cũng như là E180 này á, thì nên chọn chiếc xe nào ha? Câu hỏi của chúng ta là nên chọn chiếc xe nào. Rất là nhiều những anh chị và các bạn khi mà đang quan tâm tới mà hai mẫu xe này thì cũng rất là phân vân luôn các bạn. Thì Duy cũng nói luôn là nếu mà các anh chị và các bạn mà yêu thích cái sự thể thao, yêu thích mà công nghệ, yêu thích mà cái cảm giác lái thể thao, cũng như là chiếc xe của chúng ta được trang bị rất là nhiều những cái option đó, thì các bạn có thể chọn cái chiếc xe C300 AMG này. Còn nếu mà chúng ta thích một chiếc xe mà rộng rãi nè, thứ nhất là rộng rãi nè các bạn, thứ hai là sang trọng đẳng cấp, và thứ ba là chúng ta sẽ không cần quá là nhiều những option. Bởi vì sao các bạn? Thì thực ra khi mà đối với một cái chiếc xe, tùy theo cái nhu cầu khách hàng cũng như là tùy theo cái độ tuổi của khách hàng ha, thì đối với những khách hàng trẻ thì lúc nào cũng sẽ thích cái chiếc xe C300 này, 50 tuổi trở lên hoặc là 40 tuổi hoặc 50 tuổi trở lên, thì các anh chị khách hàng đó thì thực ra không phải cần quá nhiều option đâu. Chỉ cần một chiếc xe rộng rãi, êm ái và đảm bảo là thoải mái nhất khi mà xe gia đình của chúng ta đi trên cái chiếc xe này. Thì riêng về Duy các bạn, riêng về Duy thì đối với Duy thì Duy mặc dù là năm nay là Duy cũng khoảng tầm 30 tuổi thôi các bạn, nhưng mà Duy vẫn thích cái chiếc xe E180 này hơn ha. Bởi vì Duy thì không cần phải quá là nhiều option các bạn. Đó, đối với Duy khi mà Duy chạy xe, Duy không cần phải quá là nhiều option đâu. Duy thích ở đây là cái chiếc xe E là thứ nhất là nó sẽ rộng rãi hơn, êm ái hơn các bạn. Đó, bởi vì là đây là một cái chiếc xe mà được thiết kế giống như là theo phân khúc sang trọng mà các bạn. Các bạn thường thấy là những cái chiếc xe sang thường nó sẽ được thiết kế theo cái kiểu là êm ái, cách âm và sang trọng hơn. Thì Duy nghĩ là với cái
cái thiết kế của cái xe E180 này sẽ phù hợp hơn với lại những cái anh chị mà khách hàng mà đã đi rất là nhiều mẫu xe rồi, không cần phải quá là nhiều những cái option đó, thì các anh chị sẽ chọn cái mẫu xe E180 này. Đây là cái phần nội thất của cái chiếc xe E180 các bạn. Đó. Đi nổ máy lên nha. E180 này nó dưới lại C180 các bạn, không có sử dụng cửa hít cho nên chúng ta sẽ đóng mạnh tay hơn một chút xíu ha. Đó, khi mà chúng ta đóng cửa vào thì cái ghế của chúng ta sẽ chỉnh lại cái vị trí mà giống như là chúng ta đã cài đặt trước ha. Đây là cái khu vực mà táp lô nè các bạn, một cái khu vực mà Di cực kỳ thích trên cái dòng xe E-Class này luôn. Thì với cái màn hình táp lô được thiết kế là ẩn ở dưới này. Ẩn như này, khi mà chúng ta nhìn thấy như được thiết kế như thế này thì nó rất là sang trọng luôn. Thì với cái thiết kế này thì trên chiếc xe S cũng được thiết kế cái dạng táp lô giống như thế này. Thì C300 E180 thì sẽ sử dụng một cái công tơ mét dạng ống ở chỗ này các bạn. Đây là cái đồng hồ dạng ống ha, các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp luôn nè. Đồng hồ dạng ống ha, truyền thống. Và một cái màn hình LCD 12.3 inch ở đây, nó rất là sắc nét luôn. Thì với cái màn hình này á các bạn, thì các bạn có thể là cài đặt nè hệ thống giải trí nè, cài đặt những cái tính năng về đèn ở của xe ở đây ha, cài đặt đèn này nè, rồi âm thanh giải trí các thứ luôn, rất là nhiều cái tính năng. Thì với cái đèn, với cái hệ điều hành trên chiếc xe E180 này với lại cái hệ điều hành trên cái chiếc xe C300 AMG thì nó đều là như nhau thôi các bạn. Nhưng mà cái màn hình này thì nó sẽ to hơn một chút xíu so với cái màn hình của chiếc xe C300. Cái màn hình của C300 nó khoảng là 10.25 inch thôi, còn cái này là 12.5 inch. Nó sẽ to hơn một chút xíu ha. Đó, còn cái khu vực này các bạn thấy là cái E180 được thiết kế theo phong cách thể thao, cho nên là cái chi tiết chỗ này các bạn sẽ thấy là ốp nhôm nè. Ốp nhôm và có những cái vân rất là giống như carbon các bạn. Đó, nó gọi là ốp nhôm vân carbon thôi chứ không phải là carbon. Rất là đẹp ha. Những cái hốc gió của máy lạnh của chúng ta nè được sẽ thiết kế như thế này. Thấy không? Rất những cái hình tròn thôi, rất là dễ thương ha các bạn. Còn cái khu vực này là khu vực để chúng ta điều khiển máy lạnh nè, rồi cài đặt về radio, về giải trí ở đây. Và cái E180 này được trang bị cái đồng hồ analog ở đây ha các bạn, rất là sang trọng ha. Thì đối với những cái mẫu xe mà được thiết kế theo phong cách sang trọng các bạn, thì thường là sẽ có một cái đồng hồ dạng cơ ở đây. Mặc dù một cái chi tiết đồng hồ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái nội thất của chúng ta cực kỳ sang trọng luôn ha. Khu vực này các bạn, cái khu vực này gọi là cái khu vực gọi là khu vực táp lô ha. Khu vực này gọi là cái gì, mình nói là nôm na là cái khu vực chỗ con ngựa đi ha, chỗ để tay đi ha. Thì chiếc C300 với lại cái chiếc E180 thì chỗ này cũng sẽ được thiết kế gần như giống nhau luôn các bạn. Đó, và chỗ này thì được thiết kế là một cái chi tiết là ốp gỗ màu đen bóng piano lacquer ha. Thì với cái chi tiết màu đen bóng này thì các bạn chịu khó một chút xíu ha, là sẽ vệ sinh sạch sẽ hơn, cũng như là với cái phần ốp gỗ bóng này nó sẽ dễ để lại cái vân tay, thì các bạn chịu khó một chút xíu thôi, nhưng mà cái nội thất của chúng ta nó sẽ sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn rất là nhiều. Tay lái của chiếc xe E180 là như thế này các bạn, thì vẫn là cái thiết kế tay lái thế hệ mới ha. Khu vực này điều khiển cái màn hình này, khu vực này điều khiển màn hình này. Này, tất cả khi mà chúng ta lái xe thì chúng ta cứ việc điều khiển trên màn hình này thôi, không có rời tay lái ha. Không có rời tay lái thì nó sẽ an toàn hơn, tránh sao nhãng cho việc lái xe. Đó, thì tay lái của chiếc E180 này thì được bọc da nắp ba rất là êm. Nha, rất là êm ái luôn nè. Cần số thì cũng sẽ giống nhau thôi tất cả mọi cái ha. Gạt mưa, xi nhan, rồi xin đường, nháy đèn này nằm ở bên đây hết các bạn. Đèn xe thì cũng là tự động, những cái tính năng đó thì tiêu chuẩn rồi. Khu vực này để chúng ta điều khiển ha. Điều khiển cái màn hình giải trí này cũng như là các tính năng lái của xe, hệ thống đầu xe tự động nè, hệ thống tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ nè, hệ thống cảm biến nè, volume lớn nhỏ nè, rèm xe phía sau ha.
khu vực để tay nè các bạn, khu vực để tay học để đồ thì các bạn sẽ thấy ở trong đây nó có hai cái USB, một cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại nè, hoặc là một cái USB để mà nghe nhạc, và các bạn sẽ thấy cái USB thứ hai nó có cái hình cái điện thoại nè các bạn. Thì những cái USB nào mà các bạn sẽ thấy có cái hình điện thoại như thế này thì sẽ được trang bị cái tính năng là Apple CarPlay ha. Với tính năng Apple CarPlay này thì Di cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, và với những cái chiếc xe mà khi mà sử dụng Apple CarPlay thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn có thể là nghe điện thoại, gọi điện thoại nè, nghe nhạc, giải trí, xem phim này, tất cả mọi thứ luôn từ cái điện thoại chúng ta sẽ chuyển lên trên cái màn hình của xe ha, rất là tuyệt vời luôn, kể cả là bản đồ chỉ đường luôn. Thì đối với Di các bạn thì khi mà lên xe thì cái điều đầu tiên mà Di lên xe các bạn là Di cắm cái điện thoại của Di vào chiếc xe đó, để những cái thông tin về cái điện thoại của Di sẽ được chuyển lên màn hình này hết. Khi mà Di đang lái xe, Di vẫn thực hiện rất là coi như là rất là dễ, cũng như là cực kỳ an toàn luôn ha. Đó. Và đầu tiên các bạn, và tiếp theo nữa các bạn, là khi mà Di ngồi vào cái khoang lái của chiếc xe E180 này, cũng như là ngồi vào cái ghế này, một điều các bạn Di thấy là cực kỳ thoải mái luôn, bởi vì cái sự rộng rãi của nó, cũng như là cái khu vực táp lô này được thiết kế gọi như là nè, các bạn thấy không, ở khu vực này nè, được bo tròn rồi, thiết kế cái đây rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Thì với cái chất liệu da trên cái chiếc xe E180 này nó sẽ khác với cái chất liệu da trên chiếc xe C300. Đó là E180 sử dụng da Artico các bạn. Artico ha. Da Artico thì gọi là một cái da nhân tạo của Mercedes-Benz. Thì với cái da Artico này thì nó cực kỳ bền bỉ luôn, cực kỳ bền luôn. Đó, và Di nghĩ là nếu mà chúng ta đi hết trọn đời của chiếc xe này thì cái hệ thống ghế da Artico này nó cũng sẽ không có hề hớn gì. Đó, điển hình là có rất là nhiều những cái chiếc xe mà Di đã bán cách đây khoảng tầm 2012 tới bây giờ cũng gần 10 năm rồi các bạn, 2012 khoảng 8 năm rồi ha. Nhưng mà những cái chiếc xe đó bây giờ thì hệ thống ghế da nó vẫn đẹp, vẫn tốt như bình thường thôi, nó không có vấn đề gì hết luôn á. Đó, thì khi mà các bạn đã sử dụng những cái xe của Mercedes-Benz thì các bạn sẽ biết rồi ha, cái phần nội thất của cái chiếc xe Mercedes-Benz thì rất là bền luôn. Đó, và đặc biệt là cái da, không chỉ là da thật hoặc là da Artico nữa các bạn. Đó, cực kỳ bền. Ok, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có cái vị trí nhớ ghế đầy đủ ha. Có vị trí nhớ ghế, chỉnh ghế ở đây hết. Thì cái E180 này thì Di đang ngồi ở bên trong là cái nội thất là ghế màu nâu. Thì các bạn sẽ thấy là cái ghế màu nâu nè, khu vực táp lô này thì nó là màu đen, cũng như là cái trần xe thì nó là màu kem. Thì Di thấy là cái khách hàng bên Di các bạn thường sẽ thích là cái trần xe màu sáng hơn, bởi vì khi mà ngồi vào cái chiếc xe mà có cái trần màu sáng á, chúng ta sẽ cảm giác nó thoải mái hơn, cũng như là chúng ta cảm thấy nó mát mẻ hơn so với cái trần màu đen. Thì không biết mà các anh chị và các bạn mà đã đi nhiều xe rồi thì có thấy cái điều này đúng hay không ha. Ok, đối với cái khu vực này thì Di cũng không có muốn nói gì thêm nữa các bạn, bởi vì là hầu như những chiếc xe Mercedes của chúng ta là cái khu vực này nó gần như là giống nhau hết rồi. Lo của chiếc xe E180 này thì là sử dụng lo tiêu chuẩn thôi. Còn C300 thì chúng ta sẽ sử dụng lo Boommaster. Thì lo tiêu chuẩn này nghe có hay không các bạn? Đó, thì tùy theo cái đôi tai, tùy theo cái sự khó tính của mỗi người. Có nhiều anh chị khách hàng thì chỉ cần cái lo của E180 lo tiêu chuẩn này thôi thì các anh chị đã hài lòng rồi. Nhưng có những anh chị và các bạn thì cái lo nó phải cao cấp hơn nữa các bạn, kể cả lo C300 AMG là sử dụng 13 lo của Boommaster thì các anh chị nó cũng không có hài lòng. Đó, thì âm thanh nó không có giới hạn các bạn, âm thanh nó không có giới hạn, cho nên là thật ra là cái dàn âm thanh đối với một cái chiếc xe Mercedes-Benz ha, một chiếc xe Mercedes-Benz thì nó không có tệ đâu các bạn. Quan trọng là cái sự khó tính của chúng ta như thế nào thôi, bởi vì âm thanh của chúng ta nó không có giới hạn. Ok. Thôi bây giờ Di sẽ ra phía sau. Di sẽ nói nhiều hơn về cái khoang phía sau của chiếc xe E180 này các bạn. Thì nói nhiều hơn ở đây các bạn không phải là ở phía sau này nó có nhiều thứ để nói, mà là Di muốn nói là cái chiếc xe C300 AMG với là cái chiếc E180 này thì nó sẽ khác ở cái khoang sau này rất là nhiều ha. Là đối với những anh chị và khách hàng mà thích tự lái á, xe mà chúng ta tự lái rồi chúng ta đi thông thường là
đi gần trong thành phố hoặc là chủ yếu là ngồi ở phía trước nhiều thì đối với chiếc xe C300 nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng đối với cái chiếc xe E180 này các bạn, ở khoang sau là một cái sự trải nghiệm coi như là rất là khác so với chiếc xe C300 ha. Khi mà chúng ta ngồi vào cái khoang sau của chiếc E180 này thì chúng ta cảm giác là đây là một cái chiếc xe dành cho ông chủ các bạn. Đây là một chiếc xe dành cho ông chủ ha, bởi vì dòng xe E-Class được bên Duy định hình cho những khách hàng là những cái người doanh nhân, thường xuyên là di chuyển trên xe hơi cũng như là sẽ có tài xế, cho nên là cái khu vực phía sau này thường nó khá là rộng rãi luôn, cũng như là khi mà chúng ta ngồi vào cái vị trí này thì chúng ta khi mà đi trên đường các bạn thì chắc chắn một điều rồi, xe nó cũng sẽ êm ái và thoải mái hơn rất là nhiều ha. Ở đây thì sẽ có một cái chi tiết để tựa tay, thì cái C300 của chúng ta cũng sẽ có như vậy thôi các bạn, không có khác gì. Chỗ này thì chúng ta có thể để được là hai cái cốc nước ha. Ở đây. Nếu mà chúng ta cần lấy đồ từ khu vực phía sau thì chúng ta có thể mở ở đây để lấy đồ từ cái khu vực phía sau này. Rất là tiện lợi các bạn không? Ở đây thì nó sẽ không có cái rèm cửa các bạn ha. Không có rèm cửa thì đối với cái chi tiết rèm cửa này thì nếu mà có nữa thì cực kỳ tốt ha. Bởi vì là nếu mà chúng ta trùng hợp mà chúng ta mà muốn không gian riêng tư các bạn thì chúng ta có thể kéo lên. Nhưng mà cái kính này chúng ta có thể dán dán kính màu đen á, thì nó cũng khá là riêng tư cũng như là cực kỳ mát rồi. Có không vấn đề gì. Ở đây thì có chi tiết là đèn ha. Chỉnh máy lạnh. Thì cái E180 này á, thì chúng ta chỉ lấy gió từ cái khoang phía trước thôi. Ở đây chúng ta sẽ không có điều chỉnh được cái nhiệt độ ha. Và cái C300 của chúng ta thì nó sẽ chỉnh được nhiệt độ ở chỗ này. Chỗ này thì chúng ta có thể là để những cái vỏ kẹo hoặc là gạt tàn thuốc ở đây. Còn ở đây là một cái sạc điện thoại. Ok, thì thật ra cái khoang phía sau thì chủ yếu là như thế này thôi các bạn. Bây giờ Di sẽ đi ra cái chiếc xe C300 AMG ha. Di sẽ không có đi vào cái khoang phía trước của chiếc xe C300 AMG nữa các bạn, bởi vì là Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều về chiếc xe E300 AMG rồi. Thì bây giờ Di sẽ ngồi ở phía sau ha. Bây giờ Di đang ngồi ở khoang phía sau của chiếc xe C300 AMG các bạn. Thì các bạn sẽ thấy ở khu vực này nó có một cái sự khác biệt nè. Chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh ở đây ha. Thì đây là một cái thì rất là thích luôn. Đó thì người ngồi phía sau vẫn có thể là điều chỉnh nhiệt độ theo cái ý thích của mình. Nhưng mà Duy nghĩ là với cái chiếc E180 thì sử dụng cái nhiệt độ máy lạnh là từ phía trước ra phía sau và cũng có cái khe gió chỗ này thì nó cũng là khá là ok rồi. Thực ra là điều chỉnh như thế này thì có thì tốt, không có thì cũng không vấn đề gì các bạn. Đó, thì C300 AMG thì được trang bị cửa sổ trời toàn phần nè, các bạn thấy nè. Đó, đây là cái phiên bản 2020 ha. Thì với cái cửa sổ trời toàn phần này á, thì tùy theo nhu cầu của mỗi người, thì có những anh chị khách hàng thì thích, có những anh chị khách hàng thì không thích có cửa sổ trời này các bạn. Còn các bạn thì sao ha, các bạn nếu mà các bạn mà thích hay không thích thì các bạn có thể là comment cho Duy biết. Cái ghế da của chiếc xe C300 AMG này là chất liệu da thật ha các bạn ha. Da thật nè. Da này da thật hoàn toàn luôn nha các bạn. Đó, còn E180 sử dụng da Atico. Đó thì Atico hay là da thật thì Duy nghĩ là về cái chất lượng của nó cũng sẽ xem nhau như thôi. Nó cũng không có khác nhiều về chất lượng lắm. C300 AMG thì ở đây các bạn sẽ thấy có một cái rèm ha, có một cái rèm ở đây. Loa Bumaster 13 loa. Đó thì nếu mà các bạn và các anh chị nào á, mà thích ngồi á, các bạn thích ngồi ha, hoặc là thích một chiếc xe dành cho gia đình nhiều hơn á, thì các bạn có thể chọn là cái E180. Còn nếu mà anh chị nào thích cảm giác lái, thích công nghệ, thích thể thao, thích thời trang phong cách thì các bạn có thể là chọn cái chiếc xe C300 AMG này. Ok. Nãy giờ thì Di đã nói về cái kích thước của xe, nói về những cái thiết kế bên trong, bên ngoài, những cái trang thiết bị ha. Và bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của hai chiếc xe này. Đây là khoang động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG ha. Đây là động cơ 2.0 lít các bạn. Đó là công suất của chiếc xe này là 258 mã lực. Đó, và sử dụng cái hộp số tự động 9 cấp. À, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc xe C300 AMG này nó là 5,9 giây ha, 5,9 giây thôi, rất là nhanh luôn các bạn.
và mức tiêu thụ nhiên liệu là nó sẽ là được kết hợp là 7,71 lít nè. Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị là 5,99 lít và trong đô thị là 10,71 lít ha. Ok, và bây giờ là đây là động cơ của chiếc xe E180. Khi mở cái cửa C300 với lại cái cửa E180 này các bạn sẽ thấy khác ha các bạn, là cái cửa của chiếc E nó nặng hơn. Đó, Duy mới mở cửa ra Duy cảm giác nó nặng hơn rất là nhiều so với cái C180 của C300MG. Khi mà các bạn nhìn thấy là cái động cơ này là của chiếc xe E180 này các bạn sẽ thấy nó cũng rất là to ha. Nhưng mà cái động cơ này chỉ có 1,5 lít thôi. Khi mà chúng ta nhìn vào thì giữa hai cái chiếc xe này chúng ta sẽ thấy rất là giống nhau nè. Đó, xin mời cameraman quay cận cảnh cái động cơ của chiếc E180 này ha và cái chiếc xe C300MG. Khi mà mở nắp máy lên các bạn sẽ thấy cái hình thức nó rất là giống nhau các bạn. Cái hình thức nó rất là giống nhau luôn. Nhưng mà với cái chiếc xe E180 này thì sử dụng cái động cơ là 1,5 lít thôi, công suất là 156 mã lực. Đó, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h thì mất là, để coi, ở đây không có thấy, Duy không có thấy là công bố cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km, nhưng mà nó sẽ rơi vào tạo khoảng tầm là gần 7 giây các bạn, 6 giây mấy, gần 7 giây ha. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 8,57 lít ở đường kết hợp nè. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị là 11,3 lít nè, và mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị là 6,95. Và 6,95 lít. Thì thực ra hai chiếc xe này các bạn là về cái động cơ, mặc dù nó là 1,5 lít và 2,0 lít thôi, công suất nó cũng trên nhau cũng nhiều á, nhưng mà cái mức tiêu thụ nhiên liệu giữa hai chiếc xe này thì nó gần như nhau luôn, cũng không có khác nhau nhiều. Cũng gần như nhau luôn. Di đọc cái thông số mà mức tiêu thụ nhiên liệu thì Di thấy nó không có chênh lệch nhau nhiều các bạn. Ok, thì vừa rồi thì Duy đã cho các bạn xem hai cái chiếc xe E180 cũng như là C300 AMG ha. Thì các bạn chọn chiếc xe nào? Các bạn chọn chiếc xe nào? Nếu mà các bạn, Duy xin nhắc lại nha, nếu các bạn thích thể thao, thích trẻ trung, năng động, cá tính ha, thích chiếc xe có rất là nhiều những công nghệ ha, thì các bạn chọn chiếc xe C300 AMG này. Ngoài ra nếu chúng ta là một cái người thích sự êm ái ha, tiện nghi cũng như là rộng rãi bên trong, cũng như là sự sang trọng của chiếc xe, một chiếc xe du lịch ha, hoặc là anh chị và các bạn không phải là người lái xe nữa mà là chỉ là người thường xuyên là ngồi phía sau thôi, thì các anh chị và các bạn có thể chọn chiếc xe E180 này. Đó, để biết thêm chi tiết về hai chiếc xe C300 AMG cũng như là E180 cũng như là được lái thử cũng như là trải nghiệm hai dòng xe này, thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại của Duy là 091 465 3979. Nếu các bạn thấy cái clip của mình hay, đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Đó, ngoài ra nếu anh chị và các bạn mà yêu thích những cái clip mà so sánh như thế này thì các anh chị và các bạn có thể là comment ở dưới cho Duy biết ha. Các bạn muốn so sánh chiếc xe nào với chiếc xe nào á, thì Duy sẽ, nếu mà có nhiều cái lượt yêu cầu thì Duy sẽ làm cái clip so sánh như vậy cho các anh chị và các bạn xem. Ok, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha.